Gớt xe cuốc luôn vậy. Hàng bằng luôn. Rồi nó quét xuống dưới luôn. Đó. Đào dưới sông. Nó nói 5 phút mà. Trời. Xã Hòa Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long. Bên kia là phường 5, thành phố Vĩnh Long. Đó, bên đây nó lấy cát mấy chục năm rồi, nó lấy riết, nó lấy ngày, lấy đi. Nghe trong giọng nói của người đàn ông quay lại khoảnh khắc sạt lở này, có thể dần thấy sự hốt hoảng, thảng thốt. Điều đó cũng dễ hiểu khi trận sạt lở bất ngờ kéo đến và lôi theo 13 căn nhà ở ấp Bình Thuận 1 thuộc xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xuống sông Cổ Chiên. Tối 5 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Ninh cho biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 5 tháng 12 ở khu vực ven sông Cổ Chiên. Sạt lở nghiêm trọng khiến khu đất dài hàng trăm mét tuột xuống sông, kéo theo khoảng 13 căn nhà, xe cuốc và nhiều cây cối của người dân. Sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã báo về huyện và bố trí lực lượng đến hỗ trợ người dân. Đến hơn 21 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực sạt lở vẫn còn đang tiếp diễn. Trong các đoạn phim được người dân ghi lại có cảnh nhiều dải đất, tài sản, nhà cửa bị dòng nước sông Cổ Chiên nhấn chìm. Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, đoạn sạt lở dài hơn 500 mét, ăn sâu vào đất liền hơn 300 mét. Đáng chú ý, thời điểm sạt lở, cách bờ sông không xa có một xà lan với cần cạp to đang có dấu hiệu cạp cát. Thấy hiện tượng sạt lở kinh hoàng, xà lan có cần cạp to đã đi khỏi khu vực sạt lở. Trời ơi là trời, tiêu hết rồi. Đó, sáng cạp thì lấy thì hụt ngày đêm kìa. Lấy suốt luôn kìa. Đó, sáng cạp lấy đó. Đây đó có nghỉ đâu, lấy mấy chục năm nay có nghỉ đâu. Bây giờ banh hết trơn giường luôn của ta rồi. Banh hết trơn luôn rồi. Rồi tiêu. Tiêu tan hết rồi. Bây giờ nó phát tay nhau, nó kêu đi đi kìa. Còn đứng cạp. Kêu đi. Đó, bây giờ trong bờ là ông này nè, vườn ruộng banh hết rồi, tiêu tan hết rồi. Tiếp tục rớt xuống. Đó, lấy cát. Lấy cát. Rồi bây giờ gác dầm lên đang chuẩn bị đi nè. Banh hết rồi, banh hết. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sau khi sự cố xảy ra, hai hộ dân bị bất nhà được đưa về nhà văn hóa xã ở tạm. Các hộ dân khác đã đến nhà người thân ở. Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ. Trời ơi, chắc chiêu rồi, nhỏ đi làm. Đi làm mua để dành. Tiêu tan hết trơn rồi, trời ơi. Không có đâu, nó động động vậy là lo chạy đi. Mất hết trơn rồi. Trời ơi, vừa sụp và bắt đầu nó quan thầy nó hú nhau, nó chỉ nhau chạy. Nó chạy hết trơn rồi.